Phường Hòa Xuân, quận Cấm Lệ tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ năm 2016 đến năm 2020, nhân dân toàn phường đã đóng góp được 2,2 tỷ đồng vào quỹ vì người nghèo, qua đó đã xây mới và sửa chữa 19 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 2.000 sinh kế, học bổng, quà tặng cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các phong trào có cuộc vận động được xây dựng thông qua các mô hình thiết thực, được khu dân cư đến hộ gia đình hưởng ứng tích cực. Như mô hình 6 trong 1 thực hiện chỉ thị 43 của thành ủy, mô hình đội tình nguyện bảo vệ môi trường, khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua các hoạt động đã tập hợp các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường, phát huy sức mạnh đoàn kết, tương thân tương ái cùng cộng đồng trách nhiệm xây dựng phường Hòa Xuân ngày một phát triển.